Bray lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ. Q27.8, thông qua trang cá nhân có 1,8 triệu người theo dõi, rapper Bray, tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, đăng tải bài viết xin lỗi khán giả vì những suy nghĩ và hành vi nông cạn, sai trái của mình trong quá khứ. Nam rapper viết, trước hết, Bray nhận ra rằng mình đã có những suy nghĩ nông nổi dẫn đến những bài viết sai lệch trong quá khứ. Bản thân Bray ở thời điểm đó chưa nhận thức đúng cũng như chưa có kiến thức đầy đủ về lịch sử, văn hóa Việt Nam, cùng với sự sốc nổi và bồng bột của tuổi trẻ. Theo nam rapper sinh năm 1993, từ khi về Việt Nam, anh nhận ra những điều mình đã làm trước đó là không đúng. Bray nói đã chủ động làm việc với công an thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 tháng 6 năm 2022 để tự nhận những việc làm sai trái trong quá khứ và có những hình thức khắc phục rõ ràng. Bên cạnh đó, Bray cũng chủ động xóa các bài viết, bài hát có nội dung lệch lạc trong quá khứ trên tất cả các nền tảng chính thức do anh quản lý. Nam rapper thừa nhận từng sốc nổi và bồng bột nên dẫn đến suy nghĩ, hành động sai trái trong quá khứ. Huấn luyện viên Rap Việt 2023 bày tỏ, trong hơn 2 năm qua, được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, Bray đã tham gia các hoạt động cộng đồng, các dự án thiện nguyện trong nước để chia sẻ, thể hiện lòng biết ơn để mọi người thấy được sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của bản thân. Sau tất cả, Bray nợ mọi người một lời xin lỗi và mong mọi người thông cảm. Hiện nay Bray đã trở thành một con người khác. Bray mong muốn được mọi người đón nhận và cho Bray cơ hội để cống hiến nhiều hơn cho những hoạt động ý nghĩa và có ích cho nước nhà. Bray cho biết anh biết ơn và trân quý mọi sự phê bình thẳng thắn, nghiêm khắc của khán giả. Nhờ đó, anh có cơ hội tự sửa sai, được làm việc và sống với đam mê âm nhạc của mình. Phấn đấu mỗi ngày để trở thành một phiên bản tốt hơn so với trước đây. Nam rapper 31 tuổi bày tỏ anh nợ khán giả nhiều lời xin lỗi và cảm ơn. Bray xin tự hứa sẽ luôn phấn đấu làm việc và cống hiến hết mình để phục vụ, xứng đáng với sự bao dung, tha thứ và tin tưởng của công chúng và khán giả đã và đang dành cho Bray, anh viết. Bray chia sẻ hiện tại đã trở thành một con người khác, mong muốn được cống hiến nhiều hơn. Trước đó, rapper Bray bị réo tên trên khắp các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội khi dân mạng đào lại loạt phát ngôn thiếu chuẩn mực của anh trong quá khứ. Trong đó, nhiều người bức xúc trước việc nam rapper từng có những bài đăng bị cho là xúc phạm đến lãnh tụ Việt Nam, chia sẻ hình ảnh, phát ngôn gây tranh cãi. Sự việc càng trở nên ồn ào khi Bray được công bố sẽ trở lại chương trình Rap Việt mùa 4. Nhiều khán giả cho rằng nam rapper không thích hợp xuất hiện trên sóng truyền hình. Thậm chí, một số cư dân mạng còn kêu gọi tẩy chay chương trình nếu Bray tham gia. Thời điểm xảy ra ồn ào, nam rapper đã khóa trang fanpage cũng như khóa bảo vệ Facebook cá nhân. Chiều ngày 27 tháng 8, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết phía sở đã nắm thông tin liên quan đến ồn ào của Bray qua phản ánh của báo chí và sẽ sớm có hướng xử lý trong thời gian tới. Sở đang phối hợp các cơ quan chức năng trao đổi, có hướng xử lý và sẽ thông tin đến báo chí sớm.